Rồi, hello, xin chào mọi người nhá. Hôm nay mấy bố con mình lại đi vào rừng tiếp đây. Hai đứa con của nhà mình. Đứa lớn tên là Lý Gia Bảo nhá. Đứa nhỏ tên là Lý Gia Hân nhá các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ đưa các con đi vào trong rừng để tìm kiếm những cái đồ ăn, những cái cây mà nó ăn được ấy các bạn ạ. Đấy, ở trên rừng thì có rất nhiều loài cây ăn được nhá các bạn nhá. Ơi. Ừ rồi rồi, ok. Đấy, con cứ thích đi quay thôi. Đấy, mình sẽ đi tìm những cái cây mà ăn được các bạn ạ, những cái quả mà ăn được nhá. Bây giờ bố con mình sẽ đi tìm nhá. Ok. Let's go. Đấy, mình đồng thời cũng để cho con biết được những cái cây gì ăn được, như là những cái gì mà nó không ăn được nhé các bạn nhé. Các bạn ơi, mình có nhất. Vào trong rừng thì nhiều cái ăn được lắm các bạn ạ. Có cả mía giò nha. À, đúng rồi. Đấy, con mình đi mấy lần rồi nên nó biết. À, có cả cây mía giò này. Cái lá thì nó. Nói chung là nhiều lắm. Mỗi một vùng miền thì nó lại có một cái loài cây ăn được khác nhau các bạn ạ. Chứ không phải là chỗ nào cũng có. Đấy là quả cà đắng ấy, không ăn được đâu. Quả đấy phải nấu. Nấu chín. Đấy. Đây là quả cà đắng nha các bạn nhé. Cái này có thể là nấu ăn được. Chúng ta thấy ở Hoa Ban Food vẫn hay nhặt về nấu ăn đấy các bạn ạ. Luộc hoặc là làm canh, canh đắng. Canh đắng thì mình có ăn được đắng. Rồi bây giờ mình đi xuống dưới, sâu sâu dưới này này mới có cây mía giò. Như là cái cây những cái cây thực vật mà ăn được các bạn ạ. Ở đây đồi núi đẹp lắm các bạn ạ. Đây này. Cho các bạn xem này, bên kia đồi rất là đẹp nha các bạn nhé. Chỗ kia là ruộng bậc thang rất là đẹp nha. Bố ơi, còn đường đi không? Có chứ. Đây đường đi mà. Vẫn còn mà bố. Chỗ này như kiểu là đồi vừa mới phát ấy, nên là rất ít cái cây thực vật ăn được các bạn ạ. Đi ra đây con này. Chỗ này chả có đường. Cứ đi. Đây. Có đường rồi đây. 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 Đi không? Đấy, đi đi. Đi đường này này. Cõng nè. Ây chà. Đi trước. Đấy, đường dốc quá các bạn ạ. Đường dốc quá. Đường này nó hơi dốc. Nên đi hơi khó. À đau lưng mắt. Con không được cầm vào cái cây này nhá. Vâng. Cây này là nó đứt tay đấy. Đứt tay con thì con phải về băng gâu đấy. Về băng gâu à? Vâng. Đúng rồi. Thế là con không có tay ăn cơm đâu. Ồ, đây này. Ồ, đây có cây giáo dớn này không? Đây. Đây các bạn ơi. Đây là có cây giáo dớn này. Đây này, cây giáo dớn này con ơi. Đấy, con xuống đây xem. Đấy. Cái cây giáo dớn này là ăn được nhá. Cái cây non như này là ăn được này. Ủa, ăn đi. Đấy, nhặt về tối mình xào ăn nhỉ. Bố nhặt nhá. Có nhiều lắm. Bố ơi. Ơi. Con đi. Đây là chỗ này này bố. Ừ, con nhặt đi. Ui, chỗ này đầy đúng cái này không? Không phải, cái đấy. Cái đấy là cây cây dại. Cái rau dớn này thì có hai loại nhá. Cái loại này không ăn được này. Ăn được nhưng nó không ngon. Đây. Cái loại mà ăn được là lá nó to hơn và nó bóng nhẵn hơn nhá. Có được cái lá này không? Cái lá, cái cây này này, không ăn được này. Cái lá này à? Ừ, cái này không ăn được. Nhá. Đấy. Cái ăn được là nó bóng bóng này này, nó sạch, nhìn nó sạch này này. Nhưng cần rửa không? Con phải lấy cái cây non non này mới ăn được. Ôi, con sợ cay. Con đứng ở đây. Con lên không? Có. Có nhặt ít rau đó. Đấy.
nhặt luôn rau, gặp gì ăn được lấy luôn các bạn ạ. Đấy, đấy có nhiều rau non quá. Mấy hôm nay nó mưa nên là rau rất là non nha các bạn nhé. À đây các bạn ơi, đây có hai mầm chít này, hai mầm chít này ăn được nha các bạn nhé. Nhờ lấy cho con ăn. Đấy. Đấy. Cái cây chít đây các bạn ạ. Đây con ơi, ăn được cây này, cây chít này. Ăn đi bố. Ừ, bố đem ra đây bố. Tí đã, mình nhặt đã. Cho cắt cơn nhá. Bố bóc ra cho con cắt cơn luôn nhá. Ừ. Con đi rừng chỉ thích được ăn luôn thôi các bạn ạ. Cái này không phải nướng. Con đường này này bố. Còn một con đường. Ăn chưa một cái. Lá ăn được không? Không, lá không ăn được. Cái lá này đứt tay ấy nha con nhá. Đấy, cây này cây chít này. Bẻ cái lá đi. Để bố cắt lá đi ạ. Không đứt tay đấy con ạ. Lá này rất là sắc nha các bạn nhá. Cầm vào cái mép này là nó đứt tay luôn đấy. Nhưng cái lá này gói bánh rất là ngon nhá. Đấy. Cái này mà nấu lên. Cái này mà nướng ngon tuyệt đi. Đây này. Những cái non non này ăn rất là ngon này. Đấy. Nuốt được không? Sao nuốt được? Béo béo cái gì ấy. Ăn nó có vị chua chua ngọt ngọt. Nó con đang cắn đấy. Nó đúng một tí. Ăn thử xem. Em bé ăn không? Ăn đi. Ừ, đúng rồi, chua chua ngọt ngọt. Nó lắm rồi đấy, không ăn được gì nữa đâu. Ừ, thế thì con ngồi chơi. Con này ăn nhẹ rồi nha. Ăn được mà đi. Rất là mát các bạn ạ. Ăn ngon lắm, cái này. Tuổi thơ mình ăn suốt. Về bố mang. Ăn không? Ôi, đến đi nướng đi. Đến nướng đi. Cái ngọn này có thể là chế ra được trò chơi nha các bạn nha. Trò chơi gì? Để bố làm cho. Ê, mình rút cái lõi nó trong ra xong là mình thổi nó kêu pu 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 luôn. Nhá. Bố thì thổi đi. Bố con mỏi. Ngồi thổi này. Ngồi thế. Ngồi xuống đất này này. Ngồi xuống cỏ này này. Không bẩn lắm mà. Đi lên. Đấy, hay không? Con giữ. Con dài mang về. Nguội để con thôi. Lau nước dãi bố đi. Nước dãi. Virus. Đang có bệnh virus corona. Ui có cả. Thôi đi. Đấy. Bố ơi. Không ăn à? Bố. Cái gì? Con này làm ghép bằng cái gối đó. Con thử ăn luôn miếng thế nào. Đây này. À, ngon lắm rồi. Ngon cực kỳ. Như kiểu tiếng xe ô tô. Ăn như mía mà. Ăn đi. Ok. Thôi bố đi đường kia đi. Sâu không? Rồi, mấy bố con mình lại đi xuống dưới mép suối nhá. Nãy mình ê, bảo bố cong đi. Ở trên đồi. Đi xuống. Ơi, đường thì đường tít trên kia cơ các bạn ạ. Đấy. Anh cầm máy quay. Bây giờ là con. Lại đi xuống suối. Suối rất là sâu nha. Ừ. Suối dưới này này các bạn ạ. Bố cong con. Đi chỗ đi. Con à. Rồi. Đấy. Cầm ba cái. Đi. Lại cong. Hôm nay cho con đi nhưng mà con chả chịu vận động này chết rồi. Con còn nhỏ, con không biết đi đường tắt đâu. Con còn nhỏ, con không leo dốc được à? Cái gì? Đi. Nhanh lên. Con rắn đấy. Này, lần này con đi được mà con ơi. Con đi. Úi. Ở đây có một cây mua hoa rất là đẹp nha các bạn nha. Tím tím rất là đẹp. Đâu? Đi xuống suối là đường nào bố?
Đấy đường này. Đi tiếp. Bố đi. Đi. À, cái số hổ này. Ừ. Cái số hổ. Con động. Đấy con động đi. Nhẹ nhẹ nhẹ. Từ từ. Đấy. Sợ đấy, luôn. Con động đi. Bây giờ đi cái này mới khó này. Ấy. Đấy. Tiếp. Cái số hổ. Cái số hổ. Bây giờ con làm nào bắt được một cành nó không bị cụp vào được. Đố con bắt được. Đây này. Úi giời đấy, động một cái nó cụp vào rồi. Úi, à. Cụp mất rồi. Thôi, đi. Đi tiếp. Ở dưới trường nha, bọn con hay chơi cái trò đấy. Ừ. Ở trường con này. Thế à? Toàn chơi cái trò đấy. Ấy đi sắp đến suối rồi các bạn ạ. Ra ở trên đồi thì không có gì ăn đâu các bạn ạ. Bởi vì ở trên đấy nó hơi khô nên là những cây thực vật mà ăn được ngay ấy thì nó không có mấy. Bây giờ mình sẽ đi vào trong khe suối đi. Chỗ nào ẩm ướt thì hay có những cái cây ăn được. À đây có cây mía giò này này. Mía giò đâu? Đây. Đây. Nhưng mà cây này bé quá con ạ. Không có mầm. Cây này chưa có mầm. Mầm hơi to quá. Lấy cho xem. Đây. Ăn đi. Đây. Bé. Đây là cây mía giò, cây này còn bé lắm, không ăn. Lấy ăn được. Ăn đấy con ăn đi. Lấy bé con quá. Gọt đâu. Không cần gọt, con khắp bóc lấy. Cắn đây. Như hôm trước con cắn này. Và wow, đây có rau dớn này, tí về mình sẽ nhặt tiếp. Kia đâu? Vứt lại bố, anh bảo mình vứt lại. Đấy, đến suối rồi các bạn ạ. Ôi xuống đây. Bắt cá này. Đây là có cá này. Thế. Đây, có cây mía giò to nha các bạn nha. Giờ mình sẽ lên lấy cho các con ăn này. Bây giờ mình sẽ đi lên đây lấy cây mía giò cho các con nhé. Vâng, xin mời đi lên lấy. Đấy, nhìn thấy con ơ. Cho không? Ơ, có rán không? Con mía giò này á. Bố ơi, lấy một chùm về đi nhỉ. Nhảy đi, thì nhảy em nào. Đây. Đâu, đây, em xuống đây. Bố. Đấy. Đấy là được cây to nha các bạn nha. Cái này bẻ ra. Dao đâu? Dao đâu bố? Cầm dao. Ăn ăn không? Bố bóc cho. Cứ làm tay nè. Loại này là loại lá nhỏ nha các bạn nha. Loại này là loại chua lắm. Loại này hơi chua. Chua đâu? Con chắc con ăn con thấy bình thường mà. Ăn miếng thế nào? Ăn thử một miếng thế nào? Cắn một miếng thế nào? Ăn uống một cốc sữa, ăn một chua chua. Con thì cắn một miếng thế nào? Không. Con gái không thích đây. Cho anh bảo này. Yeah. Ăn thử ra nào. Ngọt. Đấy, cầm đấy. Chua đâu? Không chua à? Đây, bố xem nào. Cây này không chua lắm. Cây này nó già rồi. Hơi đắng. Đây còn có mấy cây nữa nhưng mà loại lá nhỏ này nó không ngon. Nó chua. Đấy, bây giờ là xuống suối nha các bạn nha. Ui chỗ này có cất trâu. Buồn quá. Đây này. Bố cắn cắn chứ. Ừ, bố cắn cắn. Bảo đi cẩn thận dẫm cất trâu nha. Không có cái quả gì ăn được. Sợ cái gì? Sợ con nào có trâu.
xuống sông đấy. Sợ. Con sợ độ cao quá. Và đây suối, suối này nước nhỏ, không to bằng suối hôm qua mình đi. Suối đấy là suối của mình đi mà. Ở đây có rất nhiều vầu nha các bạn nhá. Nhiều cây măng vầu. Quần đấy. Không sợ đâu. Mát. Mát đâu. Có mấy cây sa nhân nhưng mà không có quả các bạn ạ. Bố trong xuống. Ở đây thì rất nhiều cây mía giò. Để nước ở đây này con ơi. Em đây. Đưa đây, đưa đây, đưa đây. À, nhân tiện đây thì mình giới thiệu với các bạn đây là một cái cây thuốc nha các bạn nhé. Đấy. Cây thuốc này là chuyên trị ong đốt nha các bạn nhé. Nếu mà ai bị ong đốt ấy thì chúng ta có thể lấy ngọn này, nhai này, xong là đắp vào cái vết ong đốt ấy, sau đó lấy cái mầm con này này. Đây này các bạn ạ, các bạn đó có thể lấy cái mầm này này. Đấy, các bạn bóc ra và các bạn ăn sống luôn nhá. Đấy, cái mầm nó ở trên kia nhiều lắm. Đấy, cây này chính là cái cây trị ong đốt, còn trị các loại khác thì tôi không biết, nhưng mà tôi chỉ biết là cái cây này nó trị ong đốt rất là tốt nha các bạn nhá. Đấy. Tên thì tôi không biết là tên khoa học nó là cây gì, nhưng mà ở vùng quê thì bọn tôi cũng không rõ lắm nó là cây gì, nhưng mà cái lá tôi biết các bạn ạ. Đấy, nhìn lá nó non non. Đấy, ở thân thì nó xốp xốp như cây mía các bạn ạ. Đấy, vì vậy là nhai cái nước này nuốt xuống thì sẽ dịu được cơn đau của ong. Ôi, đừng nuốt đi. Và không, nó không tiêu độc đâu. Luôn ơi, bố con tôi đi đến đây thôi. Từ đây đi lên đường nó cũng hơi khó, nên là có trẻ con, trẻ nhỏ đi thì mình không đi được. Đấy, chỉ người lớn đi được thôi các bạn ạ. Đấy, tôi bây giờ quay lại thôi. Thật ra là hôm nay thất thủ rồi các bạn ạ. Đi ở đây không có cái gì ăn mấy. Cứ nghĩ là trong rừng cái gì cũng có, nhưng mà bây giờ do dân số đông nên là họ phát nương làm rẫy cũng như là nhặt hết các cái loài mà ăn được rồi. Chỉ còn mỗi cây mía giò như này thôi. Cây mía giò này thì còn rất nhiều. Đấy. Mình giao. Ok con đây. Rồi. Bây giờ là lại đi lên trên đồi kia thôi. Đấy, còn cầm nước cho bộ. Đấy. Thì có rất nhiều cây mía giò nha các bạn nha. Đây này. Đấy, đây có một cây này. Bố ơi, dạng này họ không treo bánh chocopie ở đây. Ai treo? Gì có chocopie ở đây? Là treo. Cũng có cái ăn được, nhưng mà những cái này toàn phải nấu chín thôi các bạn ạ. Có một số cây mặt tôi. Ê! Như hoa chuối này. Cây măng này. Măng này phải nướng các bạn ạ. Đây có cây măng này. Đấy, bây giờ là cho các con leo dốc thể dục nhá. Nào đi. Bảo đâu? Đi, đi thể dục. Bây giờ là công đoàn lại leo dốc, xuống dốc, lại lên dốc. Đi rừng khác. Đi cho nó khỏe. Đi cho khỏe chân. Đi, đi rừng khác ạ? Ừ. Đi rừng khác. Có quay không? Thôi con đỡ em đi. Đi được. Này, đấy là con xuống đây đấy. Lên dốc dễ hơn xuống dốc nhỉ? Dễ hơn. Ở trong rừng do địa hình nó phức tạp nên là tôi không dám đưa các cháu đi các bạn ạ. Đấy, vậy lại đi loanh quanh ở đấy thôi. Ô kia có một cái cây hoa kia. Hút mật được này. Đây đó. Đây đây đây. Đây là có cái cây hoa này. Có thể hút mật được và ăn được nha các bạn nhá. Thế con được ăn rồi. Chặt.
một cành đi. Ở đây ăn đi. Đấy. Đây. Cái này là hoa hoa cây ca nhá các bạn nhá. À, hay còn gọi là quả sẹ đấy. Thôi ăn đi nhỉ. Ăn đi. Đây ngồi đây ăn đã. Kiến. Kiến á? Đấy, thằng đấy. Sợ đâu. Cái hoa này ở trong này nó có mật này. Mút xem. Ngon không? Nó ra thế nào đây? Không ra thế à? Ngon không? Ngon chứ. Đây con thử. Có mật nó, con kiến nó mới nhiều. Cái này ít lắm. Cái này, nhưng cái này có mật không? Đây. Thả ra. Có. Cái này nó, cái này buổi sáng nó mới hay có mật, bây giờ con kiến nó vào ăn hết rồi. Đấy, chúng ta có thể là ăn cái quả bé bé này được này. Đấy, bóc ra. Ở trong á. Ừ. Bóc ra ăn à. Ăn hai cái nhân này. Đó. Ăn nhân đó. Con thử nhá. Ừ. Ở trong này có hai cái nhân vàng vàng ăn được các bạn ạ. Đây này. Đây á. Đây đúng không? Đây này. Đấy, đây này. Bố con muốn về. Thí đó. Này, cái vàng vàng này ăn được này các bạn ạ. Cái nào ở trong này á? Ừ. Ăn không? Ơ, cái ở trong cái hoa này á. Thơm một bông quá ấy. Ngọt không? Nó chát chát phải không? Thôi, không ăn nữa. Đi, đi về đi. Đi lên trên đi. Đi. Ừ. Cái hoa này thực ra là ăn nó cũng không ngon lắm các bạn ạ. Cái chủ yếu là cái hoa này, trong hoa này nó có mật nha các bạn nha. Đấy, nếu mà buổi sớm ấy thì nó hay có mật, nhưng mà bây giờ muộn rồi, do vậy con kiến nó lên nó bâu, nó uống hết mật rồi các bạn ạ. Nó hút hết rồi. Bạn thấy đẹp không? Đấy, cái này rất là đẹp nha. Đi leo dốc để leo dốc cho khỏe nào. Thì leo dốc nào anh bảo đâu. Đi, chạy lên trước đấy. Cần. Cần muốn thích ăn à? Đi lên trên kia ăn. Lựa lựa mà đi chứ. Đạp đi đi. Đưa nước đây bố cầm cho. Bố cầm gắt tay. Con trèo đường to này, không đi, đi đường dốc đấy. Bảo kéo em đi. Ê, bố, đưa con, đưa con. Em đã thắng rồi. Đi. Bố. Ra ở trong rừng thì có rất nhiều cái cây ăn được. Nhưng một số loại cây là phải nấu chín các bạn ạ. Một số loại cây thì làm thuốc. Có rất nhiều cây làm thuốc nha. Ừ, cứ đi theo đường đấy lên. Cả cái cây chó đẻ này cũng làm thuốc này các bạn ạ. Đấy. Cây chó đẻ này cũng là một vị thuốc nha các bạn nhé. Thuốc cây chó đẻ này có thể là đắp đau nhức xương khớp này. Hoặc là đau bụng đi ngoài. Đấy. Cũng thế có thể là dùng được. Đấy các bạn ạ, đồi núi bây giờ người ta phát để trồng cây hết rồi. Vậy những cái đồi núi non non này nó chả có cái gì để ăn các bạn ạ. Rồi, hôm nay mấy bố con tôi thất bại nhá. Không có gì ăn. Đi rừng không có gì ăn các bạn ạ. Nãy tôi định nhặt lấy một ít rau dớn về ăn nhưng mà nhặt được một ít. Tôi cũng không lấy nữa, tôi để đây nhỉ. Có ai tí, ai đi qua thì người ta lấy. Đấy, kệ. Ở đây cũng có nhưng mà nó ít quá. Rồi tôi tưởng nó nhiều, nó chỉ có mỗi một khu này thôi. Không nhiều mấy. Để
Bây giờ bóc cái cây này cho con ăn các bạn ạ. Con đi lấy lá cây về đi. Để bố đặt. Cái túi nhá. À, đặt ở đây cũng được. Thân tránh ra nào. Bố dùng tay đi con rồi. Sao? Bố dùng tay. Cẩn thận dao chặt đứt tay nhá. Con ra đây là. Đấy. Cái cây mía giò này bóc cũng rất là khó nha các bạn nhé, bóc cẩn thận. Đây, bên đây đã. Ngày xưa là toàn chơi răng này thôi các bạn ạ, dùng răng này cắn này. Đấy. Đó, rất là dễ bóc nhé. Còn dùng tay thì móng tay này nó đau lắm các bạn ạ. Nó bấm vào bên trong này, này. Cái vỏ nó bấm vào cái móng tay này, về nhà đau lắm. Đấy. Nướng cái này đi. Này không nướng được đâu. Nướng ăn không ngon. Đồ này ăn tươi luôn thôi. Này, đấy, cứ thế này mà bẻ ăn thôi. Tí nữa. Đây này, bà ơi. Bóc đầy này ăn đi. Có chặt gọn xong rồi để con mang về nhá. Em còn đây nhá. Chặt chặt. Mặt gì chắc là sợ đánh rồi. Ăn được không? Hân ăn đi. Hân à. Ok, như vậy là hành trình đi dã ngoại của mấy bố con tôi hôm nay là không thành công nha các bạn nhá. Bởi vì chỗ này đồi núi nó không được phong phú lắm, nó bị phát nương hết rồi. Mình cứ nghĩ ở đây cây cối nó nhiều, cái thảm thực vật này này nó có nhiều cái đồ, các cái cây mầm gai, quả mâm xôi này, cho đến một số cái loại hoa quả linh tinh bé bé để ăn, nhưng mà với lại cái mùa này thì nó chưa có quả các bạn ạ, chưa có quả nhiều mấy. Như vậy hôm nay chỉ cho có các con đi thể dục thôi, đi để cho đỡ cuồng chân cũng như là giải trí giải chết thể dục các bạn ạ, và ăn cái cây mía giò cho về nhà cho con nó xuất ruột nó ăn được cơm các bạn ạ. Ra là mình cũng không muốn nấu nướng nhiều cho các con ăn ở ngoài này, bởi vì lúc ăn uống nhiều lúc nó cũng có phần ảnh hưởng. Nếu mà ăn ở đây no không tí tối về không chịu ăn cơm nên là rất là phức tạp. Thế là mình không muốn nấu nướng cũng như mua đồ đạc đi trong rừng ăn mấy. Đấy, vì vậy các bạn hết sức thông cảm nhé. Mình chỉ muốn đưa các con đi để thứ nhất là giáo dục cho kỹ năng, cũng như là biết được các cái các cái kỹ năng sinh tồn, cũng như cái loài cây gì, thực vật gì ăn được. Đấy, để cho các con biết vậy thôi. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì nhớ like, share, chia sẻ, và đặc biệt là đăng ký kênh ủng hộ Trường Lý nha, ủng hộ mấy bố con mình nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bây giờ đi về, con gái đòi về rồi. Đấy. Con chào các bác đi. Chào mọi người đi. Chào mọi người đi. Chào mọi người. Rồi ok. Giờ đi về nhá.